Xin kính chào quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì tôi đang ở khu đô thị Pháp Vân quý bạn nhé. Khu đô thị Pháp Vân, chỗ đoạn Tứ Hiệp bên này. Tôi đang mua một chiếc xe Ford Focus, chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội đây quý bạn nhé. Đấy, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Và đây là chiếc xe Ford Focus đây này, số tự động, sản xuất năm 2011, biển số đây các bạn nhé. Tôi quay trực tiếp cho quý vị và các bạn cùng xem là chiếc xe này tôi đang mua. Đấy, tôi đang mua, chủ xe đang lấy giấy tờ cho tôi xem ở trên cái khu đô thị này các bạn nhé. Và đây, cái đồng hồ là tôi cam kết với quý vị và các bạn, chiếc xe này là tôi mua, là tôi không có tua đồng hồ đâu nhé. Tôi đang mua mà đồng hồ đây này. Đồng hồ của chiếc xe này chạy chuẩn 42.929 km đây các bạn nhé. Tôi cam kết với quý bạn là cái đồng hồ này tôi không tua này. Nhìn vào đồng hồ thì quý bạn thấy được là cái vô lăng này rất đẹp luôn này, còn nguyên bản này, cần số cũng còn nguyên này, rất đẹp đây quý bạn nha. Đấy, chiếc xe này chạy quá là ít luôn quý bạn ạ, mới có hơn 4 vạn. Từ 2011 mà chiếc xe này chạy có hơn 4 vạn thôi. Và hơn 4 vạn thì tôi cho quý bạn xem này, cái dàn lốp. Dàn lốp chủ xe thay từ năm 2015 này này. Cả dàn lốp này đều 2015 này quý bạn này. Đấy, nó hơi ải thôi nhưng còn rất là dày, quý bạn thấy này, chạy rất ít luôn quý bạn nha. Từ 2015 mà cả cái dàn lốp này vẫn còn này. À, chạy ít luôn quý bạn nha. Và rất đẹp rồi. Chiếc xe này thì đẹp lắm, chúng tôi về chỉ có dọn thôi quý bạn ạ. 2015 cả dàn này. Chiếc xe này thì tôi về tôi cũng chỉ có phải dọn dẹp thôi quý bạn ạ, không phải sơn cái gì đâu nhá. Đấy, chủ xe đi rất ít. À, của một chiếc xe này là chủ xe là một thanh niên. Bạn thanh niên này là chia sẻ là mua chiếc xe này về nhưng mà khu dưới này bây giờ toàn tắc đường thôi, cho nên là hai vợ chồng đều đi làm bằng xe máy. Cái ô tô này cả năm mới về quê có mấy lần thôi các bạn nhá. Đấy, cho nên là nhìn từ tắp bi cánh cửa này rất đẹp luôn, chưa có dọn dẹp gì cả mà nó đẹp như này đây các bạn này. Dọn dẹp đi thì nó lại rất là mới các bạn nhá. Đấy, chiếc xe này thì thưa với quý vị và các bạn, tôi dự định là về dọn dẹp xong thì tôi sẽ đăng bán và báo giá cho quý vị các bạn về một cái làm một video để báo giá nhá. Đấy, thì chiếc xe này nó đẹp như này đây quý bạn này. Rất mong quý vị và các bạn đón chờ video trực tiếp báo giá của tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.